Thưa quý vị, tại đây chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin công nghệ mới nhất trong nước và thế giới. Chào mừng quý vị đến với Cửa sổ công nghệ trên FBNC. Và ngay bây giờ, hãy cùng điểm qua một số nội dung đặc sắc. Sleepian, thiết bị giúp người dùng ngủ ngon hơn. Phát triển chính phủ điện tử cần quan tâm hơn đến bài toán cải thiện năng lực cho các trung tâm dữ liệu. Cách phát nhạc và video từ USB trên đầu PlayStation 4. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục tuần này có gì mới hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm có thể giúp cho giấc ngủ được tốt hơn qua phần trình bày của biên tập viên Nguyên Khang. Nguyên Khang rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục tuần này có gì mới. Như chúng ta cũng đã biết thì giấc ngủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Nhiều người bị mất ngủ do stress cũng như bị giật mình tỉnh giấc và điều này hoàn toàn đều có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì thế một chiếc máy đã được ra đời và chiếc máy này là một sự phối hợp giữa ánh sáng, mùi hương và âm thanh sẽ giúp cho bạn ngủ sâu hơn và đủ giấc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh của sản phẩm. Giấc ngủ chính là một trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể con người, giúp bạn có thể phục hồi sức khỏe cùng với những hoạt động trao đổi chất sau một ngày hoạt động, qua đó tạo cho bạn một trạng thái hoạt động hoàn hảo trong những buổi tiếp theo. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại và căng thẳng đã khiến cho nhiều người mắc những chứng bệnh mất ngủ hoặc hay bị giật mình trong khi ngủ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến cơ thể. Do đó, các nhà khoa học người Nhật đã sáng tạo ra một cỗ máy giả lập để giúp cho giấc ngủ của người dùng có được sự hoàn hảo. Ngoài ra, đây cũng là một liệu pháp để trị các căn bệnh stress và mất ngủ. Sleepian chính là tên của thiết bị giả lập mà chúng tôi muốn đề cập đến. Để có được một môi trường ngủ hoàn hảo, các nhà khoa học đã hòa trộn 3 chức năng để giúp cho giấc ngủ của bạn được trọn vẹn, đó là âm thanh, ánh sáng và mùi hương. Đầu tiên là âm thanh. Có đến 16 loại âm thanh khác nhau được các nhà khoa học nghiên cứu để cho não bộ người sử dụng có được sự thoải mái nhất, được dựa trên nghiên cứu của tiến sĩ Shimizu. Sleepian đã chọn ra những bản nhạc cũng như các loại âm thanh thiên nhiên, qua đó đưa vào cỗ máy. Tiếp theo đó là ánh sáng. Một số người có thói quen ngủ mà vẫn bật đèn. Tuy nhiên, cường độ ánh sáng cao hay nhiệt độ màu không tương thích cũng có thể khiến giấc ngủ của bạn không được hoàn hảo. Do đó, tiến sĩ Shimizu cũng đã lựa chọn nhiệt độ màu 2700K làm tiêu chuẩn ánh sáng cho thiết bị. Đây là con số nhiệt độ màu tương tự với ánh đèn vàng. Có nhiều chứng minh cho thấy ánh đèn này sẽ giúp cho con người có được giấc ngủ sâu hơn. Một nghiên cứu khác cũng được đưa ra thiết lập cho cỗ máy, đó là cường độ ánh sáng của thiết bị cũng sẽ tương đương với cường độ ánh sáng của ánh trăng hoặc ngọn nến. Cuối cùng là mùi hương. Thiết bị sử dụng 3 loại mùi hương của 3 loài hoa khác nhau. Những loài hoa này có mùi êm dịu, không gây kích ứng cho lỗ mũi và giúp cho người dùng có được giấc ngủ sâu nhất có thể. Ngoài ra, theo công bố của nhà sản xuất, Sleepian cũng sẽ rất an toàn đối với trẻ em, cũng như nếu bạn có nuôi thú cưng trong nhà. Và đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tuần này có gì mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh và cũng như những sản phẩm mới hơn trong những chương trình kỳ sau. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại phim trường với MC Vĩnh Phú. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần đầu tiên của Cửa sổ công nghệ hôm nay. Trong phần tiếp theo sẽ có: phát triển chính phủ điện tử cần quan tâm hơn đến bài toán cải thiện năng lực cho các trung tâm dữ liệu.